có 17 phòng học, nhưng hơn một nửa đã bị xuống cấp hư hỏng hoàn toàn, buộc nhà trường phải niêm phong đóng cửa, đặt biển báo nguy hiểm, cấm các em học sinh ra vào, khiến cho công tác dạy và học ở đây hết sức khó khăn. Đó là thực trạng hiện nay tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, một trong những trường học đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của huyện Bảo Lâm. Hiện tượng móng nhà bị sụt lún, tường nứt, trần nhà sập xệ, bong tróc từng mảng, cửa sổ và cửa chính bị mục nát và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Để đảm bảo tính mạng cho thầy cô và các em học sinh, không còn lựa chọn nào khác, ngay từ đầu năm học, nhà trường buộc phải giăng dây, đặt biển báo nguy hiểm, cấm học sinh ra vào khu vực này. Từ 17 phòng học, giờ chỉ còn lại 8 phòng, trong đó ưu tiên 2 phòng học dành cho học ngoại ngữ và tin học. Vì vậy, công tác giảng dạy của thầy cô và học tập của các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Cái việc cơ sở vật chất của nhà trường xuống cấp trầm trọng thì nó ảnh hưởng tương đối nhiều đến kết quả học tập cũng như các hoạt động của học sinh trường chúng tôi. Thứ nhất là về cái công việc học tập của các em thì gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như các em học một buổi. Thứ hai nữa là các em phải đi học trái buổi, ví dụ những môn chuyên, anh văn, mỹ thuật, âm nhạc. Thứ hai nữa là khi việc học một buổi thì các em sẽ không được tham gia một số trò chơi, các hoạt động ngoài giờ. Rồi khó khăn cho giáo viên, cho các cái đồng chí viên chức trong nhà trường, đó là cái việc sinh hoạt chuyên môn, thì các cái hội thảo chuyên đề, kể cả về mặt thời gian, kể cả về mặt phòng ốc, cơ sở thì không có chỗ để chúng tôi sinh hoạt. Thứ hai nữa là cái việc đưa đón của phụ huynh thì họ phải đưa đón nhiều. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hồng Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng cho biết, trường có 17 phòng học với 3 dãy phòng được xây dựng từ những năm 80, trong đó 9 phòng học nhà cấp 4 giờ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không thể sử dụng được. Nếu như trước đây tất cả các phòng học được sử dụng hết thì mới tạm đủ điều kiện học tập cho các em. Giờ 9 phòng học đóng cửa, 370 em học sinh phải học trong 6 phòng, trung bình mỗi lớp có gần 40 em. Nhà trường phải tận dụng thêm các phòng chức năng, phòng bộ môn, kể cả phòng làm việc của giáo viên để làm nơi học tập cho các em. Đây là năm thứ tư trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng áp dụng chương trình giáo dục mới VNN. Tuy nhiên do thiếu phòng học nên việc duy trì học 2 buổi trên một ngày và học phụ đạo cho các học sinh không thể thực hiện được. Cơ sở vật chất không đảm bảo đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. Tạm thời phòng học khó khăn như vậy thì nhà trường cũng thứ nhất là chuyển đổi mô hình dạy, thứ hai nữa là mượn thêm đầu năm thì cũng mượn thêm 2 phòng học ở bên xã, rồi toàn bộ các cái phòng trong nhà trường đi chuyển sang phòng học hết và dồn về tất cả các cái phòng hiệu bộ, cái phòng thư viện, phòng thư viện thiết bị, rồi nhân viên kế toán hiệu trưởng đi dồn chung vào 2 phòng nhỏ, tổng cộng là chưa được hơn 30 mét vuông. Hồi trước là mình ngồi thả chuyên môn có thể đổi buổi thì mình tổ chức trong tuần, được bây giờ là buộc phải chuyển sang hệ thứ bảy và chủ nhật và cũng có ngày nghỉ mình phải làm. Là một, thứ hai nữa là giờ ra chơi rồi tất cả là giáo viên không có giờ phòng nghỉ ngơi gì hết. Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng là một trong những ngôi trường đầu tiên của huyện Bảo Lâm được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2005 và được công nhận lại vào năm 2013. Trước tình trạng phòng học bị hư hỏng, xuống cấp, nhà trường đã nhiều lần làm tờ trình kiến nghị, đề xuất các cấp, các ngành và chính quyền địa phương quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, mọi kiến nghị chỉ dừng lại trên văn bản, giấy tờ. Còn hiện tại, học sinh và thầy cô giáo ngày ngày phải dạy và học trong những phòng học tạm như thế này. Trước thực trạng khó khăn vậy thì đầu năm thì nhà trường cũng đã kiến nghị và làm các cái văn bản lên cấp trên. Thì về phía cấp trên thì phòng giáo dục lãnh đạo phòng giáo dục đã xuống kiểm tra, rồi các ban ngành kết hợp cùng với ban ngành cũng kiểm tra và yêu cầu nhà trường tiến hành niêm phong cái phòng học và đề xuất và chỉ đạo cho trường để khắc phục tạm thời. Và chỉ có giữa các trường tương lai sắp tới thì phải ưu tiên cho trường các hạng mục xây dựng, thực tế thì mình không biết đến khi nào. Trường chuẩn quốc gia mà xuống cấp trầm trọng như thế này là điều khó hiểu. Trách nhiệm của phòng giáo dục và chính quyền huyện Bảo Lâm ở đâu khi không quan tâm giải quyết kịp thời đến nhu cầu nâng cấp các phòng học có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, xã Lộc Ngãi. Trong khi chờ đợi câu trả lời về trách nhiệm, thì hàng ngày các em học sinh cùng thầy cô giáo ở đây vẫn phải tiếp tục chịu đựng để dạy và học trong những phòng học có thể sập bất cứ lúc nào. Đều đặn tháng nào cũng thế,
những thành viên của tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự tại tổ dân phố 4A thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ đều tổ chức một cuộc họp. Đây cũng là dịp để các thành viên trong tổ tự quản cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện, những điều mà mình đã...